Dani Alves, cựu ngôi sao của Barcelona, đã phải làm thủ môn bất đắc dĩ cho PSG trong trận gặp Sochi vào năm 2018. Tuy nhiên, Alves cũng không có nhiều cơ hội để thi thố tài năng trong vai trò thủ môn bởi trận đấu khép lại chỉ vài chục giây sau khi anh xỏ găng thay thế cho Kevin Trapp. Ngoài ra, tiền đạo chủ lực Harry Kane cũng trở thành thủ môn bất đắc dĩ trong trận Tottenham gặp Ajax tại Europa League. Tuy nhiên, thủ môn Harry Kane đã để thủng lưới một cách khá hài hước, qua đó cho thấy để trở thành một thủ môn giỏi không phải là điều đơn giản. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Trong bóng đá, nhiệm vụ của thủ môn là cản phá và cứu cho đội nhà khỏi những bàn thua. Ở phía trên, những cầu thủ tấn công có nhiệm vụ ghi bàn để mang về chiến thắng. Tuy nhiên, để đổi gió, hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với tình huống các ngôi sao tấn công làm thủ môn bất đắc dĩ và ngược lại nhé. Không chỉ là một tiền đạo tên tuổi của bóng đá Argentina, Rodrigo Palacio cũng từng khiến cho tất cả phải bất ngờ với khả năng bắt bóng của mình. Sau khi thủ thành Handanovic dính chấn thương, Palacio đã buộc phải trở thành kẻ gác đền bất đắc dĩ khi Inter Milan không còn quyền thay người. Và dù có chiều cao khá khiêm tốn, Palacio tỏ ra cũng không hề thua kém bất kỳ thủ môn chuyên nghiệp nào với một pha bay người và cản phá cực kỳ đẹp mắt. Băng ra để ngăn cản tiền đạo đối phương nhưng lại chậm chân hơn, thủ thành Cropper đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Không còn cách nào khác, Alex Rivel đã buộc phải đeo găng tay và đứng về phía khung thành. Tuy nhiên, khi tất cả đều đang chờ đợi bàn thắng thì trung vệ người Anh lại có một pha cản phá vô cùng xuất thần. Đổ người nhanh như chớp, Rivel đã bất ngờ chiến thắng tiền đạo đối phương ngay trên chấm 11m. Nếu không theo dõi cả trận đấu, nhiều người sẽ lầm tưởng rằng đây là pha cứu thua của một thủ môn hàng đầu. Phạm lỗi để ngăn chặn đối phương ghi bàn, thủ môn của Man 05 để bị trút quyền thi đấu. Trọng trách bảo vệ khung thành sau đó được dành cho Sebastian Porter khi họ đã hết quyền thay người. Từ chấm đá phạt, tiền đạo đối phương tung ra cú dứt điểm vô cùng khó chịu về phía góc xa. Thế nhưng thủ thành bất đắc dĩ Porter mới là cái tên xuất sắc hơn với pha cản phá vô cùng xuất thần. Nổi tiếng là một trong những hậu vệ phải hay nhất lịch sử thế giới, Dani Alves cũng sở hữu những kỹ năng rất tốt của một thủ môn. Sau khi Kevin Trapp phải nhận thẻ đỏ, ngôi sao người Brazil buộc phải thế chỗ người đồng đội của mình ở trong khung thành. Dù sở hữu chiều cao vô cùng khiêm tốn, Alves vẫn thi đấu cực kỳ tự tin. Nếu như sở hữu một vóc dáng cao ráo hơn, có lẽ Alves vào lúc này đã trở thành một thủ môn hàng đầu thế giới. Ngay khi bắt đầu dẫn dắt Man City, Pep Guardiola đã bán Rojas để mang về Claudio Bravo. Nguyên nhân của điều này là do Pep luôn ưu tiên những thủ môn có khả năng chơi chân tốt, giống như tình huống dưới đây. Để hỗ trợ cho hậu vệ, Bravo đã băng ra ngoài khung thành, không chỉ khống chế bóng bằng ngực cực kỳ kỹ thuật. Chưa dừng lại ở đó,
thủ môn người Chile còn tự tin tung bóng qua đầu cầu thủ rồi bình tĩnh chuyền bóng lên phía trên. Không phải là một thủ môn quá đẳng cấp, thế nhưng thủ thành Mignolet vẫn để lại một pha bóng cực kỳ tự tin và đẳng cấp. Nhận bóng từ đối phương, thủ môn người Mỹ vẫn bình tĩnh xử lý thay vì sút thực mạnh lên phía trước. Người gác đền của Liverpool vẫn có thể tạo ra pha ngoặt bóng rất gọn gàng để đánh lừa. Quá nổi tiếng với những pha dâng cao ra ngoài khung thành, thế nhưng đây vẫn là pha xử lý vô cùng điên rồ của Manuel Neuer. Dùng tốc độ để cố ngăn cản đối phương, thủ thành người Đức đã kịp thời giành được quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn một pha phá bóng an toàn, Neuer lại cố gắng xoay sở khi đã bị đối phương áp sát vào đường biên ngang. Sau một hồi loay hoay, Neuer vẫn là người chiến thắng và thậm chí còn được huấn luyện viên đối phương vỗ tay vì pha xử lý rất tự tin của mình. Nếu thi đấu ở vị trí thủ môn, bạn sẽ hiểu niềm vui của anh chàng này khi lên tham gia tấn công và ghi bàn vào lưới đối phương. Được hưởng một quả đá phạt đền bên phía góc trái, các cầu thủ bên phía Empoli đã tạo ra tình huống cực kỳ lộn xộn trong vòng cấm. Tận dụng điều này, thủ thành Alberto Brignoli đã chọn vị trí rất thông minh trước khi có cú đánh đầu không thể cản phá để ghi bàn vào lưới AC Milan. Pha xử lý này của Baker xứng đáng được nhận những tràng vỗ tay khen thưởng từ phía khán giả. Xuất phát từ đường chuyền về hơi thiếu lực của Van Dijk, thủ môn của Liverpool đã phải rất cố gắng để sửa sai cho người đồng đội. Tuy nhiên, thay vì phá bóng mạnh và an toàn, Alisson lại lựa chọn cách xử lý tinh tế hơn rất nhiều. Một cú bấm bóng chính xác và đầy tự tin là đủ để thủ môn người Brazil đánh lừa được tiền đạo Brighton và dễ dàng giải nguy cho đồng đội. Mới chỉ 22 tuổi, thế nhưng Donnarumma đang được coi là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Không chỉ có sải tay dài cùng phản xạ ấn tượng, khả năng chơi chân của thủ môn người Ý cũng vô cùng đáng gờm. Nhận bóng sau đường chuyền của đồng đội, cựu thủ môn của AC Milan tự tin chờ tiền đạo đối phương áp sát mình. Sau đó chỉ cần một động tác giả đơn giản nhưng đầy kỹ thuật, Donnarumma đã dễ dàng đánh lừa và biến đối phương thành gã hề. Những tình huống trái ngược vừa rồi quả thực rất thú vị phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.